Buổi chiều ngày hôm nay em Hùng sẽ gửi đến cô bác anh chị chúng ta một căn siêu phẩm nhà phố có thang máy đang được chủ nhà đại hạ giá tới 2 tỷ đồng bán nhanh nha quý vị. Căn nhà ngày hôm nay có diện tích khuôn viên đất ngang 4m2, sâu vào 17m, thiết kế một trệt một lửng và 3 tầng lầu, có thang máy 450kg, một căn nhà chính chủ xe ở đang kẹt tiền cần bán gấp với giá thanh khoản vô cùng thấp, giảm sâu 2 tỷ đồng bán nhanh nha quý vị. Căn nhà này thì được thiết kế một trệt một lửng và 3 tầng lầu. Nhà thiết kế có gara xe hơi, xe máy, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ, phòng xông hơi và sân thượng trước sau. Căn nhà nằm trong một khu phân lô đồng bộ nhà lầu đường thông bàn cờ lên tới 10m trên trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một con đường lên tới 10m cả về hè, khu nhà lầu đồng bộ an ninh, đường thông bàn cờ, điện nước đầy đủ và là một khu nhà lầu rất khang trang và lịch sự, nằm trên trục chính Lê Văn Thọ thuộc phường 14 quận Gò Vấp, sát bên công viên Làng Hoa, chợ và nhà thành Thông Tây. Căn nhà này đang được anh chị chủ nhà chào bán với mức giá giảm sâu 2 tỷ đồng do cần bán gấp để chuyển nhà về Đà Lạt sinh sống nha quý vị. Căn nhà ngày hôm nay thì được thiết kế trên một nền đất cực kỳ đẹp, ngang 4m2, sâu vào 17m. Nhà xây ở nên là chủ nhà có thiết kế thang máy bên trong luôn, tặng kèm full nội thất khi mua. Quý anh chị chúng ta mua thì chỉ việc xách bao quần áo về ở thôi. Và giá bán chủ nhà đang chào ra là 10 tỷ 750 triệu đồng, còn thương lượng hướng chính Bắc. Chúng ta sẽ cùng em vào bên trong để tham quan căn nhà này nha quý vị. Căn nhà sẽ có vỉa hè bên ngoài 1m này, bên trong là hai lớp cửa, một lớp cửa cổng 4 cánh, lớp cửa sắt bên ngoài, một lớp cửa nhôm bên trong, nhôm sinh pha. Dưới tầng trệt sẽ là sân đậu xe máy bên ngoài, bên trong sẽ là nhà đổ xe hơi. Ở đây thì chủ nhà có làm tủ giày dép âm tường, hai bên tường thì có ốp gạch lên cao phun trần. Dưới nền thì có ốp gạch 60m2 và có đèn LED, đèn chiếu sáng rất là lung linh. Căn nhà này thì có thang máy 450kg này, một căn nhà phố rất đẹp, thiết kế theo mẫu hiện đại và đặc biệt nhà chính chủ xe ở có 3 giếng trời, vô cùng thoáng mát và cực kỳ rộng rãi nha quý vị. Ngang 42 vào sâu vào 17m, xây phun đất, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ pháp lý giấy tờ rõ ràng. Quý anh chị của bác ta mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày luôn. Ngay không gian kế bên gara xe hơi sẽ là không gian phòng vệ sinh dưới tầng trệt, bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Kế bên thì quý vị sẽ có cầu thang máy này và cầu thang bộ. Cầu thang máy nhà gia đình thì quý vị sẽ có cầu thang máy 450kg, thang máy hoàng kim. Và cầu thang đi lên thì sẽ có đèn LED. Khu vực phía sau là khu vực lưng ngược. Chúng ta sẽ có ô giếng trời nhỏ kế bên cầu thang máy, một bộ sofa màu sữa tặng kèm kết hợp với màn hình TV 65 inch, tủ kệ TV, tủ kệ trang trí. Sau nhà thì quý vị sẽ có giếng trời rộng 1m2 kết hợp với những bức tường đổ gạch trang trí lên cao phun trần và sơn màu trắng kết hợp với đèn thả chúng rất là lung linh. Căn nhà này đường thông 10m nên quý vị có thể ở mướn phòng công ty cho thuê kinh doanh bán làm showroom spa đều đẹp. Và hướng nhà đang là hướng chính Bắc, phù hợp cho quý anh chị cô bác chúng ta thuộc mệnh phong thủy là Đông Tứ Trạch. Quý anh chị cô chú cô bác chúng ta đang có nhu cầu tìm mua nhà đẹp đường thông, chính chủ xây ở, cần tiền bán gấp với giá giảm sâu 2 tỷ đồng như thế này, hãy alo ngay về cho em Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình. Giá bán bây giờ chủ nhà đưa ra là 10 tỷ 750 triệu đồng còn thương lượng thêm. Quý vị cô bác quan tâm thì alo về cho em Hùng để được tư vấn và đi xem nhà miễn phí. Nhà xây mới, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Nhà chính chủ xây ở, chủ nhà không có cầm cố ngân hàng, sổ hồng cầm tay. Quý vị mua thì nhận nhà vào ở ngay và được công chứng nhanh gọn ngay trong ngày luôn. Chủ nhà có hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80% giá trị căn nhà khi mua. Và căn nhà đang tọa lạc trong khu đồng bộ đường thông bàn cờ thuộc trục đường Lê Văn Thọ, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, rất là gần với chợ và nhà thờ Đà, kế bên là công viên Làng Hoa, chợ Hạnh Thông Tây. Di chuyển qua sân bay Tân Nhất khoảng tầm 10 phút và đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút thôi. Và quý vị đang cùng em di chuyển lên không gian tầng lửng ngược, khu vực không gian phòng bếp của căn nhà. Phòng bếp sẽ có bàn ăn 6 ghế này, tủ bếp trên dưới, tủ lạnh, bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa chén bát, tủ đựng gạo và khu vực để lò nướng kết hợp với tủ rượu. Hai bên tường bếp thì được ốp gạch lên cao phun trần. Bên ngoài không gian phòng bếp thì chúng ta sẽ có ban công lên tới 2m, có trồng cây xanh bên ngoài và có cửa nhôm sinh pha đi ra. Căn nhà ngang 4m2, sâu vào 17m này, thiết kế rất đẹp, rất sang luôn. Và chủ nhà xây ở nên nội thất bên trong khá là chắc chắn và đẹp.
Quý anh chị cô bác quan tâm đến căn nhà có thang máy với tầm tài chính hơn 10 tỷ một tí này và căn nhà đường thông buôn bán, quý vị có thể vừa ở vừa mở phòng công ty cho thuê, hãy đến ngay với nhà đất Huy Hùng để chúng ta tham quan và sở hữu trực tiếp căn nhà phố ngang 4m2 sâu vào 17m đang được giảm sâu tới 2 tỷ đồng bán nhanh, giá bán bây giờ chỉ còn 10 tỷ 750 triệu đồng nha. Và căn nhà thì có thang máy 450 kg, chúng ta sẽ vào thang máy để đi lên không gian bên trên, không gian các phòng ngủ căn nhà này. Thang máy 450 kg này chúng ta sẽ có thang máy hoàng kim và chúng ta sẽ cùng di chuyển lên lầu để tham quan kiến trúc thiết kế của các phòng ngủ. Đây là một sản phẩm nhà phố có thang máy thiết kế theo mẫu lưng ngược kiến trúc hiện đại mới nhất năm 2024 đang được anh chị chủ nhà đại hạ giá giảm sâu tới 2 tỷ đồng bán nhanh. Giá bán bây giờ bên em Hùng chào ra cho căn nhà hướng chính bắc, đường thông bàn cờ 10m, khu đồng bộ an ninh, điện nước đầy đủ này chỉ có 10 tỷ 750 triệu đồng. Giá bán rất rẻ nha quý vị. Giá bán thực sự đã giảm sâu tới 2 tỷ đồng do chủ nhà đang cần bán gấp để chuyển nhà về Đà Lạt sinh sống cùng ba mẹ già nên đưa ra mức thanh khoản rất là tốt. Phòng ngủ thì sẽ có đầy đủ nội thất như là giường ngủ 2m, chăn ga gối đệm, bàn trang điểm, tủ áo, máy lạnh, tủ kệ, tivi, bàn trang điểm, sàn phòng ngủ ốp gạch giá gỗ. Phòng phía trước sẽ có ban công bên ngoài 1m2, có lan can cao, trồng cây xanh, cửa nhôm sinh pha đi ra. Và ban công thì khá là rộng, được trồng rất là nhiều cây xanh. Chúng ta nhìn khu phố này, một khu phố đồng bộ an ninh, đường thông, thuận tiện ở mướn phòng công ty và cho thuê. Nhà hẻm một trục một xẹt, đường lớn đi vào. Sát bên có quán cà phê, quán ăn và khu kinh doanh buôn bán rất là sầm uất trên địa bàn đường Lê Văn Thọ thuộc quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà lệch tầng, phía đằng sau sẽ cao hơn phía trước 5 bậc nhé. Và căn nhà này thì chủ nhà có làm ô giếng trời ở giữa nhà này. Ô giếng trời này cũng khoảng tầm 1m2, có chỗ cửa sổ cho những cái không gian phòng ngủ phía sau và được ốp gạch trang trí lên cao phun trần. Quý vị đang đến với không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ này thì cũng có giường ngủ 2m, chăn ga gối đệm, tủ áo, tủ kệ, tivi, cửa sổ ra giếng trời giữa nhà và cửa sổ ra khu vực giếng trời phía sau, vô cùng thoáng mát cho không gian phòng ngủ phía sau. Phòng vệ sinh thì vẫn với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen, gương soi và đèn led, phòng vệ sinh ốp gạch phun trần. Và chúng ta đến với không gian phòng ngủ số 2, một cái không gian phòng ngủ cũng đầy đủ trang thiết bị nội thất nữa này. Ngang 4m2, độ dài lên tới 17m, xây phun đất, thiết kế đẹp, sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Một căn nhà phố đã hoàn công và đã có sổ hồng sẵn rồi nha mọi người. Chúng ta mua bán thì có hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Căn nhà này thì quý vị vay ngân hàng từ 6-7 tỷ thì được nha mọi người. Chúng ta chỉ có tầm tài chính khoảng tầm 3 tỷ rưỡi đó lên là quý vị có thể mua căn nhà này rồi. Còn đâu là ngân hàng hỗ trợ với lãi suất 6% trên một năm với lãi suất vô cùng ưu đãi nha quý vị. Và chúng ta đang đến với không gian phòng số 4. Phòng này thì cũng đầy đủ trang thiết bị nội thất giống bên dưới và có vệ sinh trong luôn. Ngang 42 sâu vào 17m, một căn nhà hàng hiếm khó tìm, đường thông buôn bán, thuận tiện ở mướn phòng công ty và cho thuê, đặc biệt nhà xây ở nên có tới 3 giếng trời thoáng mát. Quý vị có thể ở mướn phòng công ty cho thuê kinh doanh bán làm showroom spa đều rất là tuyệt vời. Giá bán đang rất rẻ cho căn nhà này. Căn nhà phố đẹp tuyệt vời nằm trên trục chính Lê Văn Thọ, đường thông bàn cờ thuộc quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh với giá bán vô cùng ưu đãi, vô cùng hấp dẫn, chỉ có 10 tỷ 750 triệu đồng và còn bớt thêm. Quý chị cô bác cô chú chúng ta quan tâm căn nhà này thì alo ngay về cho bên em theo số hotline 0918178647 và di chuyển lên trên lầu trên cùng. Chúng ta sẽ đến với không gian phòng giặt, phòng thờ, phòng sông hơi và sân thượng trước sau của căn nhà. Cầu thang máy thì di chuyển lên tới lầu 3 khu vực sân thượng này luôn nha mọi người. Và di chuyển về phía đường sau, chúng ta sẽ đến với không gian khu vực giặt đồ, phơi đồ, phòng sông hơi và khu vực phòng tắm nằm. Phòng sông hơi này thì chủ nhà làm hết 1/3 khu vực sân thượng sau, có bồn tắm nằm massage, phòng sông hơi khu đá nóng và có tủ áo để tủ để đồ kết hợp với lavabo rửa mặt. Và phía sau không gian phòng sông hơi này sẽ là không gian phòng giặt đồ, có vệ sinh phía sau và khu vực này chúng ta có khu vực để máy giặt, giặt đồ, phơi đồ ở khu vực này. Ngang 4m2 sâu vào 17m hướng chính bắc, đường thông buôn bán, giá bán là 10 tỷ 750 triệu đồng còn thương lượng thêm. Hướng chính bắc, vị trí đẹp đắc địa, đường thông buôn bán và đường tới 10m. Quý vị có bác quan tâm căn nhà này, alo ngay về cho em Hùng theo số hotline 0918178647. Chúng ta đến tham quan và sở hữu trực tiếp căn nhà. Nhà đất Huy Hùng còn rất nhiều sản phẩm nhà đẹp giá tốt trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cho quý vị chúng ta đến tham quan và chọn lựa. Căn nhà này thì chủ nhà thiết kế luôn cho mình không gian phòng thờ rộng này, phòng thờ thì làm sẵn rồi nhé. Có hệ thống cửa và có màn rèm luôn và phía trước sẽ là không gian sân thượng trước.
và giá bán đang giảm sâu 2 tỷ đồng, chỉ còn 10 tỷ 750 triệu đồng căn nhà nằm trên trục chính Lê Văn Thọ thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, sát bên công viên làng hoa chợ và nhà thờ Trung Tây, vị trí đẹp đắc địa, hướng chính bắc phù hợp cho đại gia đình cô bác chúng ta thuộc mệnh phong thủy là Đông Tứ Trạch. Và quý vị cô bác quan tâm căn nhà này thì bốc máy và alo ngay về cho bên em theo số hotline 0918178647 để chúng ta đến tham quan và xử trực tiếp căn nhà. Rất nhiều sản phẩm nhà đẹp giá tốt trên địa bàn quận Gò Vấp đang chờ đón quý vị chúng ta đến tham quan và chọn lựa. Liên hệ xem nhà bên Huy Hùng sẽ rẻ hơn những kênh bán nhà khác từ 500 cho tới 1 tỷ đồng một căn, và tất cả những căn nhà bên em chào bán có hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60 đến 80% nhé. Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage Nhà đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp Tân Bình và quận 12. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị chúng ta ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé.